nhiều khi sự ảo tưởng về sức mạnh lại vô tình đẩy mình vào thế nguy hiểm. Với khoảng cách khá xa so với sư tử, con trâu rừng này có thể lựa chọn bỏ chạy. Nhưng quyết định của nó là xông thẳng vào những kẻ đi săn hung mạnh. Đây là một quyết định sai lầm và vô cùng liều lĩnh, bởi nó đơn độc trong khi toàn bộ khu vực này có đến 7 con sư tử. Rõ ràng, sư tử chưa hề có ý định theo đuổi một cuộc săn. Chúng không muốn thách thức cái nắng gay gắt ở vườn quốc gia Karooga, Nam Phi. Trong khi đó, kẻ đơn độc chậm rãi tiến lại, không ngừng khiêu khích. Nó đe dọa những con mèo lớn bằng cặp sừng nhọn hoắt. Điều đó đang gây ra sự khó chịu không hề nhẹ cho bầy sư tử. Để giải quyết vấn đề, bầy sư tử cái tập hợp lực lượng lại. Chúng quyết định dồn lực tấn công con trâu rừng hiếu chiến này. Con trâu ngạo nghễ nằm nghỉ giữa những con sư tử. Khi nó nhận ra mình đang bị bao vây và áp đảo về quân số, sự ngạo nghễ của nó nhanh chóng bị đập tan. Nó lồng lộn phản công để mở đường tháo chạy. Khi sư tử kéo đến đông hơn, kẻ đơn độc lại trở nên bấn loạn và thực sự ra vào nguy hiểm. Nó bắt đầu dùng hết sức mạnh phục vụ cho việc chạy trốn. Rất may mắn là bầy sư tử chỉ tấn công để răn đe. Chúng không có ý định đi săn và vẫn còn no. Mùa khô ở Zambia thì lại khác. Đồng cỏ biến mất và chỉ còn lại cát bụi. Đối với trâu rừng, đây là thời điểm đi tìm đồng cỏ mới trong vô vọng. Bầy đàn sẽ quyết định sự sống còn cho mỗi thành viên. Không phải là thức ăn hay nước uống, mà là tránh được sự săn lùng của thú ăn thịt. Với trọng lượng lên tới 800 kg, trâu rừng có thể hợp thành những đàn lên đến hơn 1.000 con. Không một đội quân săn mồi nào dám thách thức sức mạnh hùng hậu này, ngoại trừ sư tử. Để săn trâu rừng, sư tử phải huy động tối đa các thành viên trưởng thành trong đàn. Chúng sẽ chia điểm cụ thể để nắm bắt tình hình. Điều tối kỵ là không được manh động săn bắt bừa bãi. Mục tiêu cụ thể của sư tử là ngé con hoặc trâu già yếu. Trong cuộc săn này, sư tử được đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Nó chưa lộ diện và nấp rất kỹ để che đi đôi bờm to của mình. Khi nào sư tử cái tách được một mục tiêu, nó sẽ ra mặt để dùng sức mạnh kéo ngã con mồi. Sau khi có động thái chống trả, bầy trâu bắt đầu sợ và dần rút lui lên phía trên. Sự công kích khôn ngoan của sư tử đang làm bầy trâu rơi vào hỗn loạn. Chúng thi nhau chạy lên vùng đất cao. Nhưng một kẻ không may đã bị thương ở chân và mắc kẹt nơi bờ đất. Sư tử linh hoạt dòng quân để tiếp cận mục tiêu. Chúng luân chuyển như vòng cung, vừa đẩy lùi lực lượng cứu viện, vừa tấn công con mồi. Tuy nhiên, trâu rừng quyết định không bỏ rơi đồng loại. Chúng nhanh chóng dồn lực lượng để đẩy kẻ đi săn ra xa con trâu gặp nạn. Chỉ cần chưa bị cắn, không bị thương thì trâu gặp nạn sẽ có cơ hội cao để thoát nạn. Cuối cùng, nó đã vượt qua được chướng ngại vật. Bầy trâu lại bắt đầu yểm trợ nhau rút lui. Những con trâu giàu sức mạnh đứng theo một hàng ngang. Đó chẳng khác gì là một rào chắn kín kẽ chắc chắn để cả đàn rời đi.